không ấy, tao không bao giờ nhận được tiền của mày, thấy chưa? Mày đừng có hỏi láo phát mỗ mặt. Tiền tao thiếu thì mà tao phải nhặt 50 cục của mày đánh rơi ngoài đường. Gần đây thôi ạ. Cháu nghĩ thế ạ. Chú nhà được không ạ? Cô nhà được không ạ? Cô bây giờ có phải tiền dạ? Cháu có ít tiền đấy ạ. Cháu có khoảng tầm độ hơn 100 hay gần 200 thì cháu không nhớ chính xác lắm. Chú, cô nhà được không ạ? Không. Cô có biết đâu. Là tôi đến đây tôi biết rằng này, giờ tôi thấy mà hơn trăm. Cháu mới đi ở chỗ kia thôi mà, xong trời cháu chỉ dở ra lúc ấy cháu chỉ để nhớ cái số điện thoại. Anh có nhận được của nó không? Chú nhận được thì chú cho cháu xin ạ. Ồ, nhận được đã, ông rẻ đấy. Bởi vì hôm rồi ở trên kia có con bè này rơi cả cái túi ấy, ông rẻ cháu ạ. Rơi ở đâu thì đâu biết. Không có thật mà, có chứ chở. Hơn trăm bạc là cái gì, kể cả mà cháu đánh rơi 1 tỷ, nhưng mà cháu nghĩ là cháu chỉ đánh rơi đoạn này thôi, nếu như mà chú không nhặt được thì chú... Mày đi đường đi lối này thì đây người cháu... Cháu thường thường quấy tháng cháu không còn nhiều tiền, cháu chỉ có gần đấy tiền cháu ăn thôi, cháu nghĩ cháu chỉ đánh rơi ở đây thôi à. Rất là buồn cười nhà mình, nó làm chuyện. Phải ấy làm sao, phải vì ấy làm sao. Cô ơi, cô có nhìn nhặt được đâu mà. Cổ người chú làm gì có. Nhìn thầy, biết nhìn thầy sẽ anh. Nhìn thầy, con bé này chán thật. Thôi tất nhiên là mày đi chỗ khác, mà đừng đây mày làm phiền đi. Ta đã bảo là hàng bao tiền nó còn rẻ mà. Suspended.